Ở đây là đường gì? TTH29 ở quận 12. Đường nói chung là ở ngoài quốc lộ vô khó. Nói chung là đường hơi khó vô ha. Mưa mấy bên này nắng chang chang. Hôm nay thì thấy mưa có lạ, cái điểm là lạ ha. Cái điểm là lạ. Tội quá ha. Quận 12 mưa từ lâu lắm rồi, nó không có mưa nắng chang chang. Mà đặc biệt là bữa nay xảy ra chuyện này là không có mưa. Nó lạ là lạ chỗ đó. Đâu có cho vô đâu, đứng đây thôi. Cái nhà màu xanh hay là màu xám? À, hai nhà luôn. Nói chung là một trong hai cái nhà đó đó ha. Không có vô đâu. Đứng ở đường quay ai này? Đứng đây quay. Đứng đây quay khui đó. Chết chàn nước ướt à. Nước ướt tài. Rồi. Đó là con. Đó, cái con nó
gì đâu. Nó là bắt sáng bắt thiếu. Dạ. 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 Con sao chị? Chi cho nó con mệt quá. Mà nó có giấy về nó làm sao mà nó chặt đầu bả dữ vậy. Nó là bụng rủ nó tay chân hết trời. Nghĩa là cái cam này về lâu chưa? Con bắt về lâu chưa? Cũng lâu rồi hả gì? Mà cái cam nó có vợ con vậy không? Không có thang. Nói chung là không có hỏi tha, không hỏi thăm có chị. Nhưng mà chị mới biết là cái cua thôi đúng không? Bà con. Con là con. Hỏi tham biết chị biết xây nhà giờ ai cũng khổ rồi bây giờ mà cũng không đi kiếm. Dạ. Thấy khổ quá. Ăn ngon ăn nữa không? Cái đau làm cái gì? Mới gặp 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 ba bốn bữa rồi ăn 20 ngàn rồi mua cho thêm trái nữa, hỏi thăm hỏi lơm là chứ nói chung là giờ gia đình hoàn cảnh giờ mình chỉ em mình hỏi thăm hỏi lơm thôi. Dạ. Chứ giờ biết nói gì giờ? Vừa sau máy tuổi rồi. Bảo là máy à? Máy này là rẻ mà. Rẻ là máy à? Không có lớn ấy đâu, không có máy đâu. Không biết cắt bỏ cái nào mà con không biết giờ mới ai chứ ăn bắp thịt bò của thằng kia thì ăn 20 ngàn ăn 20 ngàn cho cái nữa đây thì chạy cho thêm á tại vì bà con họ mà vậy hả. Ồ cái gan mà cái gái thì như giờ mạnh ai cũng khổ mạnh ai đó giờ đi kia sống chứ giờ đâu có ai tới ai. Dạ. Sáng chị nghe tin chị cũng cũng tay chân nói chị mới nghe đây nhà lo làm nữa đó. Nhà ngoài đầu đường mà lo làm chứ đâu xin mời chú giải cho vô à. Như con đã cắt đầu hướng rớt cái đầu xuống rớt chưa chung thì cũng ở chung với chị đâu có biết đâu ấy nói chung là nhà đâu có lợi tới thì ấy chị em thì gặp cái chuyện chơi thôi chứ không có có lợi tới nhà. Gia đình này là mấy người con hả chị? Nói chung là không có hỏi có thằng gì nào thứ hai gì nó chết ở trong tù á có như này đó thôi không có hỏi tới nói chung là không có hỏi. Bắt gì đây người đẹp trước mặt mọi người quay đứng đây trước mặt mọi người là cái vụ án chấn động Sài Gòn. Mỹ hay nét rồi đẹp. Mẹ tác động, con tác động rớt đầu của mẹ. Rớt đầu mẹ lấy bỏ từ đó. Đứng đứng vô. Qua người ta vẫn còn nói chuyện. Đưa sát đi. Rớt cái đầu nó cầm cái đầu ra rồi nó năm mấy tuổi rồi. Còn nó thì quá bao nhiêu tuổi à? Nó cũng khoảng 30 mấy chứ nha. Nó 30 à? 30. Đối tượng tên gì? Nhà kêu nó ưa tên đen gì đó. Biết nó tên đen, trong tên gì chứ ưa kêu nó tên đen. Bên ngoài thì tên của tội phạm hung thủ là tên đen. Bên trong nhà ưa kêu nó tên đen đen rồi á hoài. Rồi vậy kiếm đồ như vậy con giờ mình không có nói là biết ra có chơi á mình chính xác đi rồi mình ấy
nó cũng bất nấu lắm, không có nói ai bắt đối tượng bắt đối tượng rồi thì xác thì trở về viện rồi có bây giờ em rớt đầu của một người mẹ năm mươi mấy tuổi rồi sống ở đây thì giờ nó chỉ có cái đường đó thôi nó mới ấy thôi. Không hiểu rồi thôi. Không hiểu sao làm chuyện kinh thiên động địa. Nói chung là biết hai thằng trai đó mà chết hết thằng con tù rồi đó. Dạ. Còn ở mình nó cũng ở tù nữa này, nghe nó ra tù. thì cái vụ này là diễn ra lúc mấy giờ chị? 9 giờ. 9 giờ sáng. 9 giờ sáng. Hiện tại bây giờ là chương trình có mặt ở... Mình là sáng bà có đi chợ nữa. Là hiện tại là bên tiền trường là có đơn bảo vệ dân phố, dân phòng đang phong tỏa hiện trường.